em làm gì đấy? Bác sĩ. Thì có chuyện cho ai ăn? À. Bí móc được mấy quả trứng rồi? À Bí? Bí không trả lời à, Bí móc được mấy quả trứng rồi? Bí có thích bóc trứng không? Vâng, Bí ngoan thì mai bố đi làm bố mua cho. Quả vào cái kia chứ. Bí bóc trứng này cho ai ăn? Thế á? Chứ sao em đi để đánh con? Thế Bí ăn với ai nữa? Bí cho ai ăn? Cho con á? Cho một mình con cả. Con để quả trứng kia vào đâu? Con để quả trứng bóc rồi, con bóc xong con để vào đâu? À Bí? Bí để quả này vào đâu đấy? Bí để nhầm chỗ rồi. Con xoay ra đây. Đây, con xoay đây ngồi bóc với bố. Cơm thường ngoài ngoài ăn cơm ngoài cái đó cú liên cơm nghe thế bụng hả bà cơm ra cơm Thank you.
con bóc xong chưa?